Công nhân xưởng đang may ở Phú Yên đồng loạt đình công vì lương quá ít, tin từ Phú Yên. Trên 150 công nhân của xưởng thủ công nghệ Rapexco Hòa Hiệp chuyên sản xuất các sản phẩm làm bằng dây mây để xuất cảng ở xã Hòa Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã đồng loạt nghỉ việc từ ngày 5 tháng 3 để phản đối mức lương ăn khoáng theo sản phẩm quá thấp. Phần lớn trong 200 công nhân làm việc tại hai xưởng đang may của Rapexco Hòa Hiệp có lợi tức chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng những công nhân làm việc giỏi nhất cũng chưa nhận được 3 triệu đồng. Công nhân cho biết trong 3 năm qua, Rapexco, Hòa Hiệp vẫn giữ mức khoáng làm thành một chiếc ghế mây chỉ có khoảng trên 30.000 đồng, trong khi vật giá tăng cao. Cách nay vài tháng, chính quyền tỉnh Phú Yên ca ngợi xưởng Rapexco Hòa Hiệp đã tạo việc làm rất tốt cho công nhân với tiền lương, tiền công đều trên mức tối thiểu của chính phủ ấn định bà Lê Thị Phương Hồng, giám đốc xí nghiệp Rapexco Hòa Hiệp, từng tuyên bố với báo chí trong cuối năm 2014 rằng tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp rất tích cực nên lợi tức của cán bộ công nhân được tăng cao. Tuy nhiên, theo công nhân đình công, ngoài lương ít, điều kiện làm việc cũng rất khắc nghiệt, nóng bức, thiếu vệ sinh. Dân chúng xung quanh cũng than phiền tình trạng thải rác bừa bãi, chất thành đống, gây hồi thối cả khu vực xung quanh xí nghiệp rappexco hòa hiệp là điển hình tốt nhất để thấy rõ sự trái ngược giữa những gì chính quyền rêu rao và tình trạng thực tế của người công dân việt nam